Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu thầy Nhật nhé. Các bạn có online không ạ? Thầy đây các bạn nhé. Online hết lên các bạn nhé. Hello kênh. Thầy đây các bạn đây. Hello các bạn. 2K7 của tôi đâu hết rồi. Những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi. Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi ạ? 2K7 có online nhỉ các bạn nhỉ? Hello kênh. Thầy đây các bạn nhé. 2K7 của tôi không biết đã chuẩn bị là quay trở lại trường học chưa này. Các bạn online hết lên nhé các bạn nhé. Rồi, thầy chào bạn là Đậu Nguyện Vọng 1. Ok, chào bạn là Thúy Victoria, chào bạn Ca. Hôm nay thì thầy sẽ live trên hai nền tảng. Một là trên fanpage lớp văn thầy Nhật và hai là trên kênh TikTok thầy Nhật dạy văn. Được chưa? Đấy, 2K7 online hết lên các bạn nhé. Đấy, được chưa? 2K7 online, à, đúng không? Vào học văn, đúng không? Đấy, cùng thầy Nhật em ơi, đúng không? Ok, 2K7 vào học văn cùng thầy Nhật nào em ơi. Ok, đấy, hôm nay thì thầy sẽ giảng một cái chuyên đề rất là khó. Và hy vọng là các bạn 2K7 không bỏ lỡ video này, đúng không? Chúng ta đều biết là chương trình mới thì cái chuyên đề khó nhất của chương trình mới ấy, với môn văn đó là so sánh hai tác phẩm với nhau. Và tối hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn đó là so sánh hai tác phẩm truyện, đúng không? Buổi ngày hôm qua thì thầy đã hướng dẫn các bạn là so sánh hai bài thơ. Và tối ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn so sánh hai tác phẩm truyện các bạn nhé. Đấy. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ video này nhé các bạn nhé. Đây là một video cực kỳ quan trọng đối với học sinh 2K7. Đó, và chúng ta đều biết là chương trình mới thì các em đều biết rằng, đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng là chương trình mới thì cái phần khó nhất của môn văn ấy, nó chính là so sánh hai tác phẩm văn học lớp 12 với nhau, đúng không ạ? Và thầy hy vọng là chúng ta sẽ không bỏ lỡ video này nhá. Đấy, rủ hết người yêu mới, người yêu cũ vào đây học bài cùng với thầy Nhật các bạn nhé. Chúng ta đều biết rằng đây là một dạng bài rất là khó, đúng không em? Đấy, việc chúng ta hiểu một tác phẩm đã là khó rồi, vậy mà chúng ta lại còn phải hiểu cả hai tác phẩm, đúng không? Và sau đó lại còn phải so sánh được với nhau, đó là những điều cực kỳ khó. Cho nên là thầy nghĩ là 2K7 nhất định đừng bỏ lỡ video này các bạn nhé. Ok, đấy, chương trình cũ thì anh chị cũng không phải học so sánh, nhưng mà chương trình mới thì so sánh trở thành một chuyên đề bắt buộc trong chương trình ngữ văn lớp 12, chương trình mới. Vì vậy các em nhất định đừng bỏ lỡ video này, được chưa? Ok nhá. Đấy, thầy luôn sẵn sàng đồng hành cùng với 2K7. Ok, chào bạn Động Nguyện Vọng 1, chào bạn chấm chấm chấm, chào bạn Điệp Viên 0099 điểm 3 môn, chào bạn Why So hỏi chấm. Ok, thầy chào tất cả các em nhé. Online lên nhá. 2K7 mà đang xem video này thì nhớ thả tim vào thầy nhá. Rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cháy hết mình trong đêm nay luôn các bạn ơi. Đúng không? Ok nhá. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau học một cái chuyên đề khó nhất của lớp 12, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chuyên đề khó nhất của chương trình ngữ văn lớp 12. Đó là so sánh hai tác phẩm truyện, đúng không? Chúng ta sẽ đến với việc là so sánh hai tác phẩm truyện với nhau. Và thầy hy vọng là các bạn sẽ không bỏ lỡ video này, đúng không? Chia sẻ video này về, thả tim nhiệt tình cho thầy. Rủ hết người yêu cũ, người yêu mới về đây, đúng không? Vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé. Thầy luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các em, được chưa? 2K7 của tôi đâu hết rồi. Những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi. Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi ạ. Ok, các bạn có biết gì về so sánh hai tác phẩm văn học không ạ? Các bạn có cảm thấy sợ hãi về cái dạng đề này không ạ? Đây là dạng đề khó nhất của chương trình ngữ văn lớp 12, chương trình mới. Và thầy hy vọng là các em sẽ không bỏ lỡ video này nhé. Nhớ chia sẻ video này về, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật cho vui các bạn nhé. Đây là một cái đề rất là khó các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn nhất định là chúng ta sẽ đừng bỏ lỡ video này, đúng không ạ? Ok, đấy, được chưa? Hãy online hết lên nhé. Rồi, chào bạn Trần Thị Quỳnh Như, chào bạn Hoàng Bích Hằng, chào bạn Mai Công Hoan, chào bạn Trung Kiên, chào bạn Thanh Lê, chào bạn Nguyễn Thủy, chào bạn Đậu Phương Oanh, chào bạn Thanh Hà, chào bạn Trần Hằng. Ok, chào tất cả các em. Chào bạn Lê Hải nhá. Hôm nay thầy sẽ live trên cả hai nền tảng, đúng không ạ? Trần Thanh Kim Huệ ra hai tác phẩm so sánh
so sánh hai tác phẩm truyện mình phải biết, học nội dung thì mới so sánh được đúng không ạ? Hoàn toàn không phải, đúng không ạ? Không phải nhé. Chương trình mới thì người ta sẽ bắt các em so sánh hai tác phẩm ngoài sách, đúng không? Và thầy cô thì không thể viết bài hộ các bạn được, mà quan trọng là các bạn phải có tư duy làm bài, đúng không? Chào bạn Alo Dũng đây, chào bạn Văn học là đời. Ok, thì chào tất cả các em nhé. Đấy, hôm nay thì thầy sẽ live trên cả hai nền tảng, một là trên TikTok thầy Nhật dạy văn và hai là trên fanpage lớp văn thầy Nhật nhé. Và có thể xem như đây là cái chuyên đề khó nhất của chương trình ngữ văn lớp 12. Vì vậy các bạn nhất định là các em đừng bỏ lỡ video này nhé. Hôm nay thầy sẽ cháy hết mình với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Thầy lên và thầy không báo trước, đúng không? Để thầy xem là có những ai thật sự là yêu thương mình, đúng không? Đấy, hết lòng với mình nhá. Ok, được chưa? 2K7 của thầy đâu hết rồi? Những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi? Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi ạ? Ok, rồi, chào bạn Phạm Thị Thanh Kim. Chào bạn Lân Vĩnh. À, bạn Lân Vĩnh là bạn hình như vừa được giải nhất học sinh giỏi, đúng không? Môn văn, nghị luận xã hội của lớp văn thầy Nhật. Chào bạn Hồng Thúy. Chào bạn NT Hà Vi. Chào bạn Ngọc Huyền. Chào bạn Nam Hoài. Chào bạn Thiên Ngân. Chào bạn Thu Hương. Chào bạn Thanh Thảo. Chào bạn Ngọc Tường. Chào bạn Đăng Khoa. Chào bạn Phạm Minh. Chào bạn Nguyễn Trúc Linh. Chào bạn Lê Hải. Chào bạn Trần Thị Quỳnh Như nhá. Ok, để trả lời ngay được chưa? Ok rồi, chào bạn Thích Là Bú. Ok, chào bạn B Đức T. Rồi thì chào tất cả các em. Hello thầy, em đỗ đại học rồi nha thầy. Chúc mừng em nhá. Đấy, chúc mừng em. Được chưa? Chắc bạn này là 2K6 rồi. Chào bạn Đạt Hoàng. Ok, để trả lời em nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái nội dung khó nhất trong chương trình ngữ văn lớp 12 chương trình mới. Và chắc chắn là video này các em không thể bỏ lỡ được, đúng không? Và tối ngày hôm nay thì thầy sẽ cháy hết mình, chiến hết mình với các bạn nhá. Kim Nghi Ari 2K6 đang nhớ thầy nên tìm đến đây. Cảm ơn em rất nhiều. Chào bạn Khánh Phương, chào bạn Thanh Ly. Rồi, chào bạn Nhi Nguyễn MB. Chào bạn Hoàng Công Mạnh, chào bạn Đạt Hoàng nhá. Ok, đấy. Các bạn nhớ thả tim nhiệt tình cho thầy nhá. Đấy, rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây học bài cùng với thầy Nhật nhá các bạn nhá. Hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các bạn một cái chuyên đề khó nhất của chương trình ngữ văn lớp 12. Đó, đó là chuyên đề so sánh hai tác phẩm truyện, đúng không ạ? Đấy, hai tác phẩm truyện bất kỳ được các bạn nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn, đó là chúng ta sẽ so sánh hai tác phẩm truyện bất kỳ, đúng không? Và đây là cái nội dung khó nhất trong chương trình ngữ văn lớp 12, chương trình mới. Ok, chào bạn Yến Nhi, chào bạn Lan Phương, chào bạn là Phờ Trâm. Ok nhá. Thầy có phát lại video không á? Không. Đấy, đây là video thầy đang live. Chào bạn Thúy Vân, chào bạn Anh Tú nhá, chào bạn Người Ít Nói, chào bạn LT Xuân. Ok, chào bạn Liên Nguyễn, chào bạn Trâm nhá. Ok. Đấy, nếu mà các bạn là 2K7 ấy thì các bạn nên chia sẻ video này về, bởi vì đây là dạng đề khó nhất môn ngữ văn chương trình mới. Thầy giải thích các bạn nhé, thầy giải thích các bạn này. Đầu tiên ấy là các em phải biết là chương trình mới thì các em học cái gì đã, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ thầy giải thích các bạn nhé. Thế thì cái chương trình mới 2K7 ấy, môn văn ấy, thì chúng ta học cái gì và thi như thế nào, đúng không? Đấy, học cái gì và thi cái gì nhé các bạn nhé. Thế bây giờ thầy giải thích các bạn này. Thứ nhất là mình phải nói về đề cương ngữ văn lớp 12, đúng không? Thứ nhất là mình phải biết là lớp 12 môn văn ấy thì mình học cái gì đã, đúng không? Mình phải biết mình học cái gì đã chứ, đúng không? Trong chương trình mới bộ môn ngữ văn lớp 12 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái nội dung này bắt buộc phải học này. Thứ nhất là cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Chúng ta sẽ được học những tác phẩm văn học của Bác, ví dụ như là thơ của Bác này, ví dụ như là truyện và ký của Bác này, ví dụ như là văn chính luận của Bác. Đây là nội dung đầu tiên trong chương trình ngữ văn lớp 12 mà dù em học bộ sách giáo khoa nào em cũng đều phải học những tác phẩm này. Thứ hai đó là phần đọc hiểu nhá. Phần đọc hiểu bắt đầu từ khóa 2K7 sẽ tăng lên thành 4 điểm và chiếm, đúng nào, chiếm 4 điểm và nó sẽ có 5 câu hỏi. Và kiến thức ở đây cũng là những kiến thức rất mới, đúng nào, kiến thức rất mới được đưa vào này. Ví dụ như là biện pháp tu từ nói mỉa này, biện pháp tu từ nghịch ngữ này, rồi là gì ạ, lỗi câu logic và lỗi câu mơ hồ này. Thứ ba là gì ạ, ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật nhé. Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, đấy là kiến thức ở phần đọc hiểu của các em, đúng không ạ? Đọc hiểu này, cuộc đời và sự nghiệp của Bác này, những tác phẩm văn học của Bác này. Tiếp theo nhá, thì chúng ta sẽ phải học này, dù em đến từ bậc học nào, đúng không, khi em đến với môn văn thì bắt buộc chúng ta vẫn phải học bốn nội dung sau, đó là truyện, thơ, kịch, ký.
truyện thơ kịch ký các bạn nhé, truyện thơ kịch ký này. Thế thì lớp 11 chúng ta học truyện ngắn rồi đúng không? Thì lớp 12 các em sẽ đọc truyện dài, đó là tiểu thuyết và truyện truyền kỳ các bạn nhé, truyện truyền kỳ đúng không? Truyện có những yếu tố hoang đường kỳ ảo ấy thì người ta gọi là truyện truyền kỳ nhá. Thơ thì các bạn vẫn phải học các thế giới thơ. Ví dụ như là thơ đường luật này, thơ mới này, thơ ca cách mạng này, thơ siêu thực tượng trưng này, văn tế nghĩa sĩ cần duộc này. Đấy là nội dung của phần thơ nhá. Tiếp tục này, về kịch này các bạn nhớ này này, về kịch nhá. Nếu như lớp 11 các em đã được học bi kịch rồi đúng không ạ? Lớp 11 học bi kịch rồi nhá. Thì lớp 12 các em sẽ được học hài kịch đúng không ạ? Lớp 12 nhá, chúng ta sẽ được học nội dung là hài kịch. Còn về văn học ký thì lớp 11 các em đã được học tùy bút, bút ký và tản văn, nghe không? Thì lớp 12 em sẽ được học phóng sự, nhật ký, hồi ký, được chưa? Phóng sự này, nhật ký này, hồi ký này. Đây là những nội dung của chương trình mới, ngữ văn lớp 12 chương trình mới nhá. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là đề của 2025 chắc chắn khó hơn đề của 2018. Mặc dù đều là so sánh. Tuy nhiên, đến với khóa 2K7 thì so sánh hai tác phẩm văn học với nhau trở thành một chuyên đề bắt buộc trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và có một điều hơi mâu thuẫn là như này. Thầy biết rằng khi các bạn đi học ấy, các bạn sẽ chỉ tập trung vào cái cuốn sách mà các em nhà trường của các em chọn thôi. Ví dụ như là trường em học sách Cánh Diều thì bây giờ em chỉ học những tác phẩm Cánh Diều đúng không? Như thế là rất dở các bạn nhé, như thế là rất dở. Em cần phải tham khảo cả ba bộ sách giáo khoa. Bởi vì thầy phát hiện ra rằng nhé, nếu như ở trong sách gì ấy, sách Cánh Diều và sách Kết Nối thì người ta hướng dẫn các em so sánh một tác phẩm truyện và so sánh một tác phẩm thơ đúng không? Nhưng trong sách sách Chân Trời Sáng Tạo người ta lại bảo các em là so sánh một tác phẩm kịch, hai tác phẩm kịch hoặc so sánh hai tác phẩm ký đúng không? Và cái chuyên đề so sánh này nó trở thành một chuyên đề bắt buộc của chương trình ngữ văn lớp 12 đúng không? Vì vậy đề của 2K7 chắc chắn là khó hơn đề của anh chị sinh năm 2000 thi đại học năm 2018 các bạn nhé. Vậy thì từ đó ta nhận thấy những khó khăn về 2K7. Những khó khăn dành 2K7 như sau. Thứ nhất, chúng ta có đến tận 3 bộ sách giáo khoa. Đó là Kết Nối, Cánh Diều và Chân Trời Sáng Tạo. Và cùng với 3 bộ sách giáo khoa này, chúng ta sẽ có đến tận 6 quyển sách giáo khoa tập 1 và tập 2. Và đồng nghĩa với 6 quyển sách giáo khoa là 67 tác phẩm ngữ văn lớp 12, đúng không? Và kể cả em có học hết 67 tác phẩm này, thì nó vẫn sẽ thi tác phẩm 68, một tác phẩm ngoài sách, đúng không? Chương trình mới ngữ văn lớp 12, người ta thi tác phẩm là thi tác phẩm ngoài sách các bạn nhé, đúng không? Ok. Tại sao như vậy? Các bạn để này, đúng không? So sánh đã trở thành một chuyên đề bắt buộc, đúng không? Và người ta có thể bắt các em so sánh hai tác phẩm văn học hoàn toàn ở ngoài sách giáo khoa, nhé các bạn nhé. Ok. Đề thi sẽ ra rất linh hoạt. Và tại sao người ta làm điều này ở với môn văn, đúng không? Thứ nhất là gì đấy? Người ta chống học tủ này các bạn này, người ta chống văn mẫu này, người ta chống đoán đề này và gì ạ? Thậm chí là những anh chị điểm rất cao của 2K6 chưa chắc đã kèm được các em sinh năm 2007, nghĩa là tiền bối của mình chưa chắc đã kèm được mình, bởi vì chương trình nó hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Ok, có rất nhiều cái mới, có rất nhiều những khó khăn đúng không ạ? Và cái khó khăn nhất của chương trình mới đó là gì? So sánh hai tác phẩm văn học với nhau. Và lưu ý nó có thể là gì đấy, nó là những tác phẩm ngoài sách, được chưa? Ok. Thế bây như này, thứ hai là sau khi chúng ta nói về đề cương, chúng ta sẽ nói về đề thi minh họa các bạn nhé. Đó, nếu chúng ta nói về đề thi minh họa ấy thì các em biết này, năm 2024 thì Bộ Giáo dục đã tung ra đề minh họa ôn thi học kỳ cho học sinh lớp 10. Ôn thi học kỳ học sinh lớp 10, đúng không? Và chúng ta có thể tham khảo cái đề đó nhá. Các bạn có thể tìm hiểu về cái đề đó. Thì các bạn sẽ biết này, cách ra đề với chương trình mới đúng không nào? Rất linh hoạt. Người ta có thể bắt các em thi 4 4 2. Người ta cũng có thể bắt các em thi 4 2 4 các bạn nhé. 4 điểm đọc hiểu, 5 câu hỏi. Nghị luận xã hội, một bài văn 600 chữ, đúng không ạ? Nghị luận văn học, viết đoạn văn 200 chữ, 2 điểm. Nghị luận xã hội có thể tăng thành 4 điểm. Người ta gọi là gì? 4, 4, 2. Nhưng người ta có thể thi ngay 4, 2, 4, giống chương trình cũ, đúng không ạ? 5 câu đọc hiểu này, 4 điểm này. Nghị luận xã hội, đoạn văn 200 chữ này. Nghị luận văn học, một tác phẩm ngoài sách giáo khoa này, đúng không? Viết một bài văn nghị luận văn học, một tác phẩm ngoài sách 600 chữ, các bạn nhé. Nghĩa là cách ra đề người ta rất linh hoạt đúng không? Có thể là 442, có thể là 424. Tiếp theo này, các bạn sẽ thắc mắc rất nhiều với thầy, đó là thầy thầy. Thế thì trong chương trình ngữ văn lớp 12, chương trình mới của 2K7 đúng không? Thế thì cái câu cuối nó sẽ thi kiểu gì? Đây là một cái câu hỏi mà thầy nhận được rất là nhiều và thầy cũng xin được giải thích với các bạn luôn nhé.
Nghĩa là với câu cuối của 2K7 thì 2K7 sẽ thi kiểu gì? Thi cái gì ở đây? Thầy giải thích luôn nhé. Đối với câu nghị luận văn học này, câu cuối này, nó sẽ có 3 dạng đề. Nó sẽ có 3 dạng đề, đúng không ạ? 3 dạng đề chủ yếu. Và nó có thể bắt các em viết một đoạn văn, đúng không nào? Đấy, 200 chữ, 2 điểm. Hoặc nó có thể bắt các em viết một bài văn gì đấy, 600 chữ, 4 điểm. Các bạn nhớ. Dạng đề số 1, viết một bài văn để làm rõ tất cả các đặc trưng thể loại của đoạn trích. 600 chữ này, đúng không? Đây cũng là một dạng đề rất là khó nhá. Viết bài văn làm rõ, làm nổi bật tất cả các đặc trưng thể loại của đoạn trích. Đây là loại thứ nhất này. Loại thứ hai này, so sánh hai tác phẩm văn học với nhau, đúng không? Hai tác phẩm văn học ngoài sách này, cái này cực khó luôn các bạn nhé. Đấy, được chưa nào? Cho nên ai mà thấy 2K7 thì hãy dịu dàng với 2K7 nhé. 2K7 là một khóa học, đúng không? Một thế hệ học sinh anh hùng các bạn nhé. Ok. Dạng đề số 3 của 2K7 này, đó là gì ạ? Viết một đoạn văn làm rõ một đặc trưng thể loại của văn bản trong 200 chữ, đúng không? Và đây chính là các cái dạng đề có thể, đúng không, diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2025 dành cho các em sinh năm 2K7 nhé. Chụp lại màn hình cho thầy của đoạn này nhé. Đoạn này nó là đoạn để định hướng về các bạn đi thi đại học sẽ thi cái gì đấy. Một, viết bài văn làm rõ tất cả các đặc trưng thể loại. Hai, so sánh hai tác phẩm văn học. Ba, viết đoạn văn làm rõ một đặc trưng thể loại của văn bản. Ok chưa? Và từ đó thì sao ạ? Sau khi mình đã nói về những khó khăn, sau khi mình nói về đề thi, sau khi mình nói về chương trình học và đề cương của học hai của khóa 2K7 thì mình sẽ phải nói về chiến lược các bạn nhé. Mình phải có chiến lược chưa ạ? Đúng không ạ? Mình đứng trước một cái cuộc chiến nào thì mình cũng phải có chiến thuật, đúng không em? Đấy, mình phải có chiến lược nhé. Mình phải có chiến thuật nhé các bạn nhé. Vậy thì chiến thuật đặt ra đối với 2K7 là gì? Đúng không em? À, đặt ra là gì? Thứ nhất, sách giáo khoa bây giờ ấy, nó chỉ còn là tài liệu tham khảo thôi. Đúng không ạ? Đấy, đúng nào. Em học bộ sách nào cũng được. Đúng không ạ? Ok. Không có chuyện mình học sách cánh diều thì mình giỏi hơn mấy bạn học sách kết nối. Không có chuyện mấy bạn học sách kết nối thì giỏi hơn sách chân trời nhá. Sách giáo khoa bây giờ chỉ còn lại là tài liệu tham khảo. Đúng không? Ok nhá. Học tác phẩm nào là không quan trọng. Đúng không? Kể cả là tác phẩm trong sách cũng được, mà kể cả là tác phẩm ngoài sách cũng không sao. Thầy cô giáo thoải mái sáng tạo, đúng không? Thích dạy bài nào thì dạy, học sinh muốn học tác phẩm nào thì học. Đúng không? Tác phẩm nào là không quan trọng, nhớ mà nhé. Vậy thì thầy cô và học sinh cần phải hướng đến điều gì đối với chương trình mới? Thầy cô phải dạy cho các em đó là phương pháp làm bài, đúng không? Đơn giản như là gì đấy, cách thổi cơm, nhé. Đấy. Còn học sinh thì phải làm gì ạ? Phải có kỹ năng làm bài. Kỹ năng làm bài là như thế nào ạ? Có nghĩa là thổi được một nồi cơm ngon hay không? Đấy chính là do các em. Thầy cô không thể viết được văn mẫu cho các em nữa, đúng không? Nó thi tác phẩm ngoài sách mà, văn mẫu ném vào sọt rác. Các bạn nhớ thầy nhá. Đấy. Chương trình mới không có chỗ cho văn mẫu. Người ta chống học tủ, người ta chống đoán đề, người ta chống văn mẫu, đúng không ạ? Ok nhá. Ok ạ. Các bạn để ý này. Vậy thì thật ra ấy, đọc hiểu như là sội ấy, chúng ta đã va chạm với nó rất nhiều rồi. Không phải bây giờ thầy mới dạy các bạn đọc hiểu nghĩa lộn xộn, đúng không? Đấy. Mà kể cả nghĩa lộn xộn và đọc hiểu cũng thế. Các bạn thấy là các bạn làm rất là nhiều rồi. Từ bé đến bây giờ chứ không phải là bây giờ mới học, đúng không? Nhưng cái công nghị là văn học này, chúng ta phải có phương án cho nó này. Chúng ta phải có phương án cho nó. Các bạn nhớ. Ok. Đấy. Các bạn nhớ thầy này. Cái em cần không phải là cắm đầu cắm cổ vào học phân tích tác phẩm. Không phải là mình thuộc lấy một vài bài văn mẫu rồi đi thi mình được trên 9 đâu, không có mùa xuân đấy đâu các bạn ạ, đúng không? Vậy thì với chương trình mới thì 2K7 cần học hai cái gì quan trọng nhất? Đối với câu cuối, thứ nhất, em phải nắm chắc đặc trưng thể loại của văn bản. Đúng không? Ví dụ đặc trưng của thơ là gì? Đặc trưng của thơ đường luật là gì? Đặc trưng của truyện là gì? Đặc trưng của tiểu thuyết là gì? Đặc trưng của hài kịch là gì? Đặc trưng của ký là gì? Đặc trưng của phóng sự là gì? Đặc trưng của ký sự là gì? Đặc trưng của nhật ký là gì? Vân vân. Đây là cái phải thuộc này, đặc trưng thể loại này. Thứ hai là em phải gì đấy? Học rất chắc vào thầy phần này. Đây là phần khó nhất của chương trình mới nhé. So sánh trở thành một chuyên đề bắt buộc của chương trình 2K7, đúng không ạ? Mà thậm chí nó còn hiểm hơn cả 2K8, à 2000 thi 2018. Các em biết là có một cái câu nói rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, đó là đem ngay đề thi đại học năm 2018 đến đây, đúng không ạ? Ok. Nhưng đề thi đại học năm 2018, đúng nào, đối với 2K7 chỉ còn là một cái tên thôi. Bởi vì sao em biết không? Bởi vì ít nhất là anh chị sinh năm 2000 thi đại học năm 2018, nó so sánh hai tác phẩm là gì đấy? Là hai tác phẩm trong sách. Đó là tác phẩm Hai đứa trẻ trong tác phẩm ngữ văn lớp 11
và chiếc thuyền ngoài xa của ngữ văn lớp 12 so sánh với nhau. Thì ít ra là đối với anh chị 2000, hai tác phẩm này đã được học rồi và đem so sánh với nhau cũng là khó đi, cũng là khó đi, đúng không? Nhưng không thể khó bằng 2K7, bởi vì 2K7 nhá là chỉ được học cách làm so sánh thôi. Đúng không? Và nó hoàn toàn có thể bắt em so sánh hai tác phẩm ngoài sách. Vậy thì đối với câu cuối, điều quan trọng nhất là gì? Thứ nhất, nắm chắc cho thầy đặc trưng thể loại. Thứ hai, đó là gì đấy? Nắm chắc cho thầy dạng đề so sánh, đúng không? Và đừng chỉ quan tâm đến một bộ sách giáo khoa. Không phải là ở trường mình cứ chọn cánh diều là mình chỉ học cánh diều, hay là ở trường mình chọn kết nối mình chỉ học kết nối, mình kệ hai quyển sách còn lại. Không phải đâu các bạn ạ. Trong sách cánh diều và sách kết nối, người ta chỉ hướng cho các bạn là so sánh hai tác phẩm truyện hoặc hai tác phẩm thơ. Nhưng trong sách chân trời thì nó lại gì em? Nó lại chỉ ở chúng ta so sánh hai tác phẩm kịch, hai tác phẩm ký, các bạn thấy không? Vậy chúng ta cần phải tham khảo cả ba bộ sách nhé các bạn nhé. Và tối ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn không nên bỏ lỡ video này của thầy. Bởi vì sao? Bởi vì thầy đang giảng một chuyên đề khó nhất của ngữ văn lớp 12, chương trình mới, đúng không ạ? Đối với 2K7. Đó là gì ạ? Viết một bài nghị luận văn học để so sánh và đánh giá hai tác phẩm truyện, các bạn nhé. Đấy. Viết một bài văn nghị luận văn học, đúng không? Để so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Buổi học ngày hôm qua thì thầy đã hướng dẫn các bạn so sánh hai bài thơ rồi nhá. Và buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cách để chúng ta có thể so sánh và đánh giá được hai tác phẩm truyện với nhau. Được chưa? Ok nhá. Ok nhá. Nào, bắt đầu nhá. Để yếu thầy này. Thứ nhất là chúng ta nói về khái niệm của dạng đề so sánh. Viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện là trình bày một cách thuyết phục những cái điểm giống nhau và những cái điểm khác nhau, hoặc là chỉ những điểm giống nhau hoặc là chỉ những điểm khác nhau về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật của hai tác phẩm, hai văn bản. Từ đó thì mình sẽ bình luận, nhận xét, đánh giá những cái giá trị độc đáo mà mỗi văn bản đem đến, đúng không? Đấy. Về khái niệm nó là như thế. Thôi các em không nhớ cũng được, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhớ là về bản chất là mình so sánh, đúng không? Có thể là chỉ giống, có thể là chỉ khác, có thể là cả giống cả khác, đúng không? Và đây là dạng đề khó nhất, đúng không? Nghĩa là mình phải phân tích cả hai tác phẩm và đối chiếu nó với nhau, tìm ra điểm giống, tìm điểm khác và lý giải điểm giống và điểm khác, nhận xét và bình luận về điều đó. Ok nhá. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nói về cái khâu chuẩn bị, đúng không? Đấy. Nếu mà mình muốn so sánh được hai tác phẩm với nhau thì mình cần phải chuẩn bị những gì nhá. Thứ nhất, mình có thể chọn hai tác phẩm truyện, đúng không? Mình thấy là nó có điểm chung, đúng không? Khi người ta đã bắt các em so sánh hai tác phẩm truyện thì chắc chắn đó phải là hai tác phẩm truyện có điểm chung, đúng không em? Thứ hai, mình phải xác định được rõ mục đích để so sánh. So sánh hai bài với nhau không phải là để tìm ra bài nào hay hơn bài nào, đúng không? Mà điểm gì đấy? So sánh điểm giống và khác của hai tác phẩm để từ đó làm nổi bật lên giá trị của từng tác phẩm nhá. Đấy. Chứ không phải là so sánh hai tác phẩm là để chỉ ra tác phẩm nào hay hơn tác phẩm nào nhá các bạn nhá. Đúng không? Đấy. Đấy chính là việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị, đúng không? Đấy, xác định cái mục đích cần so sánh, đúng không nào? Chọn hai tác phẩm truyện mà mình thấy là nó có những điểm chung lớn các bạn nhé. Ví dụ như là đều viết về đề tài người phụ nữ này, hoặc là đều viết về đề tài người nông dân này, hoặc là đều viết về những con người Việt Nam trong chiến tranh này, đúng nào? Hoặc là gì ạ các bạn? Đều lên án tố cáo xã hội này, vân vân, đúng không các bạn? Ok nhá, mình phải tìm mấy điểm giống lớn. Thế này, có một cái bước rất quan trọng trong chương trình mới đó đối với dạng đề so sánh. Đó là các em phải tìm ý và lập dàn ý, tìm ý và lập dàn ý, được chưa nào? Các bạn phải lưu ý cho thầy nhá. Thứ nhất này, mình khi viết một bài so sánh, mình phải đặt ra những câu hỏi như sau. Thứ nhất, mình so sánh hai tác phẩm truyện dựa trên cơ sở nào? Thứ hai, điểm tương đồng của hai tác phẩm truyện đấy là cái gì? Đúng không? Đấy. Đâu là điểm khác biệt giữa hai tác phẩm truyện? Đúng không? Yếu tố nào tạo nên sự tương đồng và khác biệt? Nhá. Và sau đó thì chúng ta phải đánh giá gì đấy? Đánh giá về giá trị của từng tác phẩm truyện đấy. Đúng không ạ? Có so sánh hai tác phẩm kịch không hả thầy á? Có, đương nhiên là có, nhưng không phải hôm nay nhá. Hôm nay là so sánh hai tác phẩm truyện đã. Ok chưa? Nào, tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lập dàn ý này. Đấy, lập dàn ý nhá. Thứ nhất là chúng ta nói về mở bài. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nói về mở bài nhá. Mở bài của các em khi đến với một cái dạng đề so sánh hai tác phẩm truyện thì chúng ta bắt buộc phải gì đây? Nêu được hai tác giả, nêu được hai tác phẩm, đúng không? Và xác định được cái mà mình sẽ so sánh, mục đích của việc so sánh ấy. Ok không? Đấy. Mình phải định hình được là đặt mở bài là mình sẽ viết cái gì ở đây đã. Đúng không? Ok. Đó. Về phía thân bài này, về phía thân bài nhé, thầy nói lại một lần nữa nhá. Mở bài này, đúng không ạ? Mở bài nhá. Ví dụ như là nhà văn A thành công với phong cách A phẩy, đúng không?
Nhà văn B thành công với phong cách B phẩy đúng không ạ? Mặc dù nhà văn A và nhà văn B có những phong cách nghệ thuật khác nhau, nhưng họ cùng đồng điệu đúng không? Khi viết về đề tài C chẳng hạn, ví dụ thế, nó thường là cái công thức kiểu như vậy, đúng không? Đấy. Giới thiệu về hai tác giả, giới thiệu về hai phong cách của hai tác giả và chúng ta tìm ra gì đấy, điểm chung của hai tác giả, đúng không? Đấy. Điểm chung này nó được thể hiện thế nào trong hai tác phẩm kinh điển của hai nhà văn này. Ok. Bây giờ mình sẽ nói về thân bài nhá. Thân bài này, đó, chúng ta có thể triển khai hệ thống luận điểm theo hai cách. Cách thứ nhất, khi đến với dạng bài so sánh hai tác phẩm truyện, mình có thể làm như sau, đúng không? Thứ nhất là mình đưa ra thông tin chung về từng tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác, về đề tài, về chủ đề, về cốt truyện, về nhân vật, về vị trí của tác phẩm trong đời sống văn học, đúng không? Những điểm giống nhau, những điểm khác nhau, đánh giá chung. Ok, thế là mình đọc cái này là mình hiểu rồi, đúng không? Đó, hiểu một cách đơn giản là gì đã? Tôi phân tích tác phẩm A nhé, tôi phân tích tác phẩm B đúng không? Tôi tìm ra điểm giống đúng không? Tôi tìm ra điểm khác đúng không nào? Và tôi lý giải tại sao lại có những điểm giống và khác ấy. Và sau đó tôi sẽ đánh giá, bình luận, nhận xét về cả hai tác phẩm và những giá trị mà những tác phẩm ấy đã mang lại, đúng không? Ok, đây là cách làm phổ biến nhất cho một bài nghị luận văn học ở dạng đề so sánh hai tác phẩm truyện, đúng không ạ? Ok nhá, đó, ok, rồi, đấy là cái tinh thần của chúng ta làm bài, nó sẽ là như thế, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ thực chiến các bạn nhé, chúng ta thực chiến này, đó, thầy đã có một cái bài viết sẵn ở đây, đúng không? Để các bạn có thể tham khảo, đúng không ạ? Khi chúng ta tiến hành so sánh hai tác phẩm truyện, vậy thì ví dụ như ở cái bài này hạn nhé, thì đề bài người ta ra là gì? Trong truyện Cô hàng xóm, đúng không ạ? Cô hàng xén, đúng không ạ? Trong truyện Cô hàng xén của nhà văn Thạch Lam, rồi viết về so sánh hai tác phẩm truyện đúng không? Viết về nhân vật Tâm như sau. Sáng sớm hôm sau, trong gió bất lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ. Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng, mùi rơm rác và ướt thoang thoảng bốc lên. Mùi quen của quê hương và đất màu khiến Tâm thấy dễ chịu và thêm can đảm. Nàng rảo bước cho mau chóng đến chợ. Đúng nào, cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, đúng không? Kiễu kịp trên mảnh vai nhỏ bé kia là nhịp điệu của từng bước đi, chịu khó từng tí một, hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi. Tâm thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế, tất cả cuộc đời nàng lúc nào cũng chịu khó và hết sức, như tấm vải thô dệt đều nhau. Có phải đâu, chỉ một mình cô, trong những lũy tre xanh kia, bao nhiêu người cũng như cô, cũng phải chịu khó nhọc nhằn để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, nuôi các em. Tâm không chán nản, cũng không tự kiêu, chỉ thấy yên tâm chắc chắn, như nhiều người khác cũng làm việc, cũng sống như nàng. Tâm cứ bước đều chân và đến chợ hãy còn sớm, nàng bày hàng trên khoảng đất, nàng vẫn ngồi xưa nay. Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên mặt kính, được chưa nào? Đó, các ô hàng, các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm. Những cuộn chỉ mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng, cái gì cũng sạch sẽ, ngăn nắp, nhỏ nhắn như công việc, như ý nghĩ của cô hàng xén. Ok chưa? Ok nhá. Nghĩa là người ta cho em văn bản, đó là tác phẩm, một đoạn trích của tác phẩm Cô hàng xén, đúng là Cô hàng xén của nhà văn Thạch Lam. Và bây giờ nhá, người ta lại cho tiếp các em này một đoạn trích khác, đúng không? Ok nhá. Còn trong truyện Một đám cưới của nhà văn Nam Cao, đúng không? Viết về nhân vật Dần, các bạn nhé, viết về nhân vật Dần này, đó. Dần nhổm dậy, nó sờ soạng ra khỏi cái ổ rơm, rồi đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài mịt mù sương, khí lạnh sắc như dao, Dần rùng mình và hắt hơi mấy cái. Nó thấy cần phải động đậy ngay, cần phải làm ngay một việc gì cho nóng người. Đã rét mà lại còn phải đứng co ro thì chỉ có càng tổ thêm rét. Nó mải mốt vơ lấy cái chổi để quét sân, quét ngõ. Việc quét tước ấy chẳng sáng nào nó quên làm, dù sân nhà có bẩn hay không. Ấy là một thói quen, cũng như cái thói quen dậy từ lúc hãy còn đêm, đúng không? Nếp chăm chỉ ấy nó học được mấy năm đi ở. Rồi, ok, nhá. Dần đi ở từ năm chưa 12. Khi ấy đầu nó còn để hai cái trái đào. Nó mới biết cầm vững cái chổi để quét nhà và thổi một niêu cơm con không sống không khê. Mẹ nó vốn nghèo từ trong trứng nghèo ra, được chưa nào? Nên hay liệu hay lo,
Thị nghĩ rằng con mình đã lớn rồi, phải uốn nắn ngay. Đi nhà mình vườn ít, ruộng không, cửi vải cũng không. Nghĩa là công việc chẳng có gì. Nó ở nhà cũng chỉ chơi. Để mặc nó lêu lổng, chạy ra ngoài đường, đánh chắt, đánh ô, rồi nó hư thân. Chi bằng cho nó đi ở với người ta, để người ta bắt nó cất nhắc việc nọ, việc kia cho quen tay. Có việc làm rồi mới biết, có biết việc mà làm. Chỉ nhông nhông đi chơi, quen, đến lúc phải làm, đúng nào, đấy, sẽ gờ guộc chân tay. Được chưa nào? Chẳng đánh đố cái này cũng đánh, cũng chẳng đánh đổ cái này cũng đánh đổ cái kia. Cái thứ con gái mà cầm đến cái gầu không biết tát làm sao, đưa cho đám ma không biết cấy thế nào. Bảo ngồi lên khung cửi, chắc lấy cái thoi thì lúng ta lúng túng. Là thứ con gái đáng để cho hùm ăn thịt. Thị nhất định cho dần đi ở, để học thói quen công việc cửi vải, ruộng vườn, sau này độ cái thân. Ấy là cái lợi xa xôi, nhưng lại còn cái lợi nhãn tiền. Nhà đỡ đi một miệng ăn, nếu bớt được mỗi ngày vài lễ lẻ gạo, đúng không? Thì ít ra các em của dần cũng được no hơn. Rồi có được đồng công nào cũng là hay. Mà chẳng được thì mỗi năm người ta cũng bỏ cho cái quần cái áo. Bố mẹ nếu chẳng được nhờ con thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì cho thân nó. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Nghĩa là mình vừa đến với hai nhân vật khác nhau, đúng không? Một là một cô hàng xén đi bán hàng, và hai là chúng ta đến với dần, đúng không? Đấy, một cô gái đi ở cho người ta, đúng không? Đi ở đâu các bạn nhé, đó, thấy chưa nào? Đấy, và học được rất là nhiều những cái hay, đúng không? Khi đi ở đợi cho người khác, ví dụ như dậy sớm, quét nhà, vân vân, đúng không? Và đề bài người ta hỏi em cái gì ạ? Hãy viết một bài văn nghị luận, đúng nào? Khoảng 600 chữ, được chưa? So sánh về nhân vật Tâm trong cô hàng xén của nhà văn Thạch Lam và nhân vật Dần trong hai đoạn trích trên nhá. Ok. Rồi, thế thì chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ phải đến với phần mở bài, đúng không ạ? Và mở bài có một cách làm rất là hay. Đó là việc em sử dụng những nhận định văn học. Làm thế nào để em có thể có cho mình những cái nhận định văn học? Đó là cái cách các bạn hay rất hay hỏi thầy. Thế như này, có một chị học sinh cũ của thầy là thủ khoa của trường Thăng Long, Hà Nội nhá. Thì chị có một cái kinh nghiệm như sau, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó là mỗi ngày bỏ ra khoảng đúng là 20 phút để học thuộc một vài nhận định văn học, đúng không? Chắc chắn nhận định văn học sẽ giúp cho bài văn của các em nó trở nên hay hơn và thuyết phục hơn rất nhiều các bạn nhé. Ok. Nói như Lê Ngọc Trà, được chưa nào? Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự tự giãi bày và gửi gắm những tâm tư, đúng không? Tác phẩm văn học khơi nguồn cảm xúc của người nghệ sĩ và từ những suy tư trăn trở trong việc phản ánh hiện thực khách quan bằng lăng kính chủ quan, để rồi chắt lọc những hạt ngọc ẩn sâu nơi con người, cuộc đời. Những cảm xúc suy tư trăn trở nơi người nghệ sĩ được thể hiện sinh động qua các nhân vật văn học. Và khi đến với hai nhân vật Tâm trong truyện ngắn Cô hàng xén của nhà văn Thạch Lam và Dần trong tác phẩm Một đám cưới, được nào, của nhà văn Nam Cao, ta thấy được rất rõ điều đó. Đặc biệt hai nhân vật hiện lên rõ nét qua hai đoạn trích, được chưa nào? Đó, thì các bạn thấy là đây cũng là một cách mở bài rất là hay. Mình mở bài đi vào từ nhận định văn học, đúng không? Để mình thấy được rằng đối với chuyện ấy thì các bạn đều biết nhé, đối với chuyện thì đặc trưng của nó là gì ạ? Người ta không phải tự nhiên người ta nghĩ ra những tác phẩm chuyện làm gì đấy, đúng không em? Người ta nghĩ ra chuyện làm gì? Tác phẩm chuyện là để phản ánh hiện thực đời sống, các bạn nhé. Đó, được chưa nào? Được chưa nào? Những tác phẩm chuyện là để gì đấy? Phản ánh hiện thực đời sống, đúng nào? Và qua hình ảnh của nhân vật Tâm trong tác phẩm Cô hàng xén của nhà văn Thạch Lam và Dần trong tác phẩm Một đám cưới của nhà văn Nam Cao, thì ta thấy được đó gì đấy? Đó là thông qua những nhân vật này, đúng nào? Những nhà văn họ gửi gắm những tâm tư, cảm xúc, những suy tư trăn trở gì, đúng không? Về cuộc đời. Các bạn nhé, ok. Trước hết này, ở phần thân bài, ý thứ nhất các em biết đúng không ạ? Ý thứ nhất là phân tích gì đấy cái tác phẩm A. Đương nhiên rồi, phân tích thật nhanh thôi, tác phẩm A. Bởi vì bây giờ người ta bắt em viết 600 chữ đúng không? 600 chữ là chỉ vỏn vẹn trong khoảng 3 trang giấy thôi, đúng không? Cho nên mình cũng không cần phải viết dài làm gì, đúng không? Phân tích thằng A, phân tích thằng B, tìm ra điểm giống, đúng không? Tìm ra điểm khác, lý giải điểm giống và điểm khác và đánh giá bình luận vấn đề. Nghe nhá. Nhà văn Thạch Lam là nhà văn lãng mạn tiêu biểu của văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Dù là một cây bút đến từ nhóm tự lực văn đoàn, nhưng những sáng tác của Thạch Lam hướng vào cuộc sống cơ cực của người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật, đúng không? Và Cô hàng xén là một tác phẩm tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác, đúng nào, văn học của nhà văn Thạch Lam. Các bạn đều biết đúng không ạ? Các bạn đều biết đến tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam đúng không?
Chuyện của Thạch Lam bàng bạc như sao trời mùa hạ, không kịch tính, không cao trào, không mâu thuẫn, đúng không? Đấy, sẽ khiến cho những ai có tính hiếu kỳ phải cảm thấy thất vọng, đúng nào? Nhưng bù lại tưới thấm lên từng trang văn của Thạch Lam là tinh thần nhân văn nhân đạo của một nhà văn yêu thương con người từ tận trong cốt tủy. Nhà văn Thạch Lam có chân trong nắm tư tưởng văn đoàn nhưng không viết văn học vị nghệ thuật mà lại viết văn học vị nhân sinh, đúng không? Đọc truyện của Thạch Lam chẳng khác nào một bài thơ trữ tình được viết bằng văn xuôi. Và Cô Hoàng Xén với nhân vật Tâm là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Thạch Lam. Chuyện xoay quanh những phiên chợ của một cô gái bán hàng xén, nhưng man mác buồn, thấm đẫm trong mỗi trang văn là nét riêng của cảnh sắc thiên nhiên, là nhịp đập hơi thở của cuộc sống sau lũy tre làng, và đặc biệt lắng lại ở vẻ đẹp bên trong tâm hồn của con người. Nhá. Còn bây giờ thì mình nói về nhân vật Dần, đúng không? Trong tác phẩm Một đám cưới của nhà văn Nam Cao. Đúng nào? Nhà văn Nam Cao là một trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam và cũng là nhà văn lớn nhất của trào lưu văn học hiện thực phê phán 30-45. Các bạn nhé, trong số các nhà văn hiện thực, ông là cây bút có ý thức sâu sắc nhất về quan điểm sáng tác nghệ thuật của mình. Ông phê phán khá toàn diện và triệt để, tính chất thoát ly tiêu cực của văn chương lãng mạn đương thời, coi đó là thứ ánh trăng lừa dối, đúng không ạ? Đấy, ông coi những cái tác phẩm mà nó không phản ánh hiện thực cuộc sống ấy, nó là ánh trăng lừa dối. Chao ôi, văn chương không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không phải là bôi đen hay tô hồng cuộc sống, mà đôi khi chỉ là những tiếng đau khổ kia phát ra, thoát ra từ những kiếp lầm than. Nam Cao viết tác phẩm Một đám cưới năm 1944, khi mà cái đói mon men tới gần, len lách vào từng ngõ nhỏ cuộc đời của những người dân lao động vốn đã sống một cuộc đời rất cơ cực, triền miên, trong bần cùng khốn khổ. Nay họ lại lao đao trước vực thẳm của đói nghèo. Và qua cái đám cưới của nhân vật Dần ấy, một cô bé mới chỉ 14-15 tuổi, vậy mà lại đi ở đợ ấy, tác giả đã tái hiện được một cách rất chân thật về không khí của những ngày thật sự đói kém. Đúng không em? Đúng không nghe nhá. Tiếp theo này, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đã giới thiệu sơ qua về hai tác phẩm, đúng không? Và sau đó thì chúng ta phải tìm điểm giống khác, các bạn nhé. Đó, và lý giải về điểm giống khác, các bạn nhớ này này. Thứ nhất là mình phải tìm điểm giống, và đã là điểm giống, phải là những điểm giống lớn, đúng không? Chứ không phải là hai nhà văn đều là đàn ông, ví dụ thế, hai tác phẩm đều viết trước cách mạng kiểu đấy. Các bạn nếu mà tìm như thế, nó rất là nhiều, đúng không? Chúng ta không so sánh một cách tràn lan, mà chủ yếu là mình sẽ so sánh về mặt nội dung và mình so sánh về mặt nghệ thuật, đúng không? Trước tiên là mình nói về điểm giống của hai nhà văn này và hai tác phẩm này và hai nhân vật này, Tâm và Dần. Về mặt nội dung nhá, thì cả hai nhân vật đều là những cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, đúng không? Có đông anh chị em, có cuộc đời cơ cực lam lũ nhưng vẫn hiện lên với những vẻ đẹp của sự chăm chỉ, đảm đang, khéo léo, tháo vát, đúng nào? Biết lo toan và hy sinh cho gia đình. Đặc biệt là với những tác phẩm của Thạch Lam thì các em đều biết đúng không? Trong cái quan niệm của Thạch Lam ấy, những đứa trẻ con nhà nghèo bao giờ cũng có nhận thức sớm. Các bạn nhé. Thế còn về mặt nghệ thuật của hai tác phẩm này thì sao? Cô Hoàng Xén và Một đám cưới thì cả hai đoạn văn đều sử dụng kết hợp phương thức tự sự biểu cảm, đều sử dụng điểm nhìn là điểm nhìn toàn tri, đấy, là ngôi kể thứ ba giấu tên, nhập vai vào nhân vật, đúng không ạ? Với hình thức ngôn ngữ nửa trực tiếp, đúng không ạ? Đấy, nghĩa là kết hợp giữa đối thoại và độc thoại, tập trung các họa, bối cảnh và những suy nghĩ của nhân vật nhá. Đấy chính là điểm giống nhau. Đấy, mình tìm ra điểm giống nhau. Sau đó thì mình sẽ tìm điểm khác nhau, đúng không ạ? Mình tìm điểm khác nhau của từng nhân vật nhá. Thứ nhất là mình nói về nhân vật Tâm trước, đúng không? Trong Cô Hoàng Xén của nhà văn Thạch Lam trước, đúng không? Thế thì nhân vật Tâm này như thế nào ạ? Nhân vật này là nhân vật chính của tác phẩm Cô Hoàng Xén, đúng không nào? Chúng ta nhận thấy là với một cái gánh hàng nhỏ xíu, Tâm chắc chiu mà có thể nuôi được cả gia đình, đúng không nào? Từ mùi hương đến màu sắc đến khí vị của làng quê yên bình và trong trẻo được cảm nhận qua nhân vật chính, phần nào giảm đi cái khắc nghiệt của cuộc sống, mang vào cho trang văn của Thạch Lam chất thơ man mác. Thầy đã nói các bạn rồi, đọc truyện của Thạch Lam ta cứ ngỡ rằng đọc một bài thơ trữ tình được viết bằng văn xuôi. Đó là sự đan xen giữa hiện thực lãng mạn, đúng không nào, khiến cho trang văn của Thạch Lam vừa thấm đẫm hiện thực nhưng vừa giàu tinh thần nhân đạo của một nhà văn yêu thương con người từ tận trong cốt tủy nhé. Đồng thời qua đó ta thấy được ở Tâm hình ảnh của một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, tha thiết, yêu mến và gắn bó với quê hương. Được chưa? Ok. Trong đoạn văn thứ hai này, chúng ta để ý này nhé. Đấy, trong đoạn văn thứ hai nhé. Ở đoạn văn thứ hai, chúng ta bắt gặp bước chân của cô Hàng Xén trên con đường đến chợ. Hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi. Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng cữu kịp trên mảnh vai nhỏ bé, nhịp điệu của bước đi. Với Tâm thì ngày này cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế, tất cả cuộc đời nàng
lúc nào cũng chịu khó và hết sức như tấm vải thô dệt đều. Và từ đó ta thấy được rằng nếu như Nguyễn Công Hoan chú trọng xây dựng nhân vật ở ngoại hình, nhà văn Ngô Tất Tố chú ý đến hành động của nhân vật, thì đối với bản thân nhà văn Thạch Lam, ông lại thường đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật. Để rồi qua đó ta thấy được những cái dòng tâm trạng của Tâm về cuộc đời mình và cuộc đời của biết bao nhiêu những cô gái đằng sau lũy tre làng như cô, chăm chỉ, chịu khó, giàu đức hy sinh, đúng không? Một gánh hàng xén mà có thể nuôi sống cả gia đình. Có phải đâu chỉ mình cô, trong những lũy tre xanh kia, bao nhiêu người cũng như cô cũng phải chịu khó nhọc nhằn để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con và nuôi các em, đúng không? Và từ đó thì chúng ta có thể kết luận lại nhé. Có thể thấy nhân vật Tâm hiện lên với cái những cái đoạn văn trong đề thi, đúng không nào? Mang những cái nét đặc trưng của phong cách truyện ngắn của văn của nhà văn Thạch Lam. Một nhà văn lãng mạn nhưng không xa rời hiện thực, đúng không? Có chân trong nhóm Tư Tưởng Văn Đoàn, nhưng đúng không nào? Những trang văn của ông, đúng không nào? Thấm đượm tinh thần nhân văn nhân đạo của một nhà văn yêu thương con người từ tận trong cốt tủy. Đúng không nào? Từ đó ta thấy được rằng, đúng không nào? Điều đó khiến cho Thạch Lam hoàn toàn khác biệt với những cây bút lãng mạn của nhóm Tư Tưởng Văn Đoàn và khẳng định được vị trí của mình trên dòng chảy của văn học Việt Nam. Tiếp theo nhé, bây giờ chúng ta đến với nhân vật Dần, nhân vật thứ hai, đúng không? Nhân vật Dần trong tác phẩm Một Đám Cưới của nhà văn Thạch Lam, thì Dần là nhân vật chính trong tác phẩm Một Đám Cưới, đúng không? Mới chỉ có 14-15 tuổi thôi, nhưng đã hiện lên với vẻ đẹp tâm hồn trong trẻo, tấm lòng hiếu thảo, lúc nào cũng hy sinh và lo toan cho gia đình. Nhá. Trong đoạn trích thì Dần hiện lên, đúng không nào? Trong cái nền xám xịt của những ngày đói, được chưa? Trước cái mạng 8. Và hình ảnh của một cô bé biết quán xuyến, sắp xếp công việc nhà cực kỳ chu đáo. Dần có thói quen dậy sớm giúp bố làm việc nhà, chăm lo cho các em. Thời tiết dù giá buốt lạnh lẽo đến đâu, Dần cũng không hề e ngại dậy sớm để quét tước dọn dẹp nhà cửa. Nhá. Ấy là một thói quen cũng như cái thói quen dậy từ lúc hãy còn đêm. Nếp chăm chỉ ấy nó học được ở mấy năm đi ở các bạn nhé. Đấy, cho con đi ở các bạn nhé. Trời đất ạ, đúng không? Nhân vật Dần trong đoạn này khiến nó ta gặp được cô bé, đúng không nào? Giống như hình ảnh của cô bé Liên Đảm Đang, chịu khó trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ Nổi Tiếng của nhà văn Thạch Lam. Những câu văn của Nam Cao còn khiến ta nhận thấy ở Dần đó là một tâm hồn nhạy cảm, một nếp suy nghĩ già hơn tuổi rất nhiều. Vì vậy mà Thạch Lam vẫn thường nói, những đứa trẻ con nhà nghèo bao giờ cũng có nhận thức sớm. Các bạn nhé, đấy. Bản thân Dần cũng là một đứa trẻ, đúng không nào? Biết yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ, biết lo nghĩ cho các em. Dần nghe lời mẹ đi ở từ gì là em? Năm chưa 12, úi dồi ôi, chưa 12 tuổi, đi ở cho nhà người khác rồi, đúng không ạ? Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào, nó mới biết cầm vững cái chổi để quét nhà và thổi một nồi cơm con không gì đấy, à không sống mà cũng không khê, đúng không? Chi tiết ấy thì lại khiến chúng ta nhớ đến cái Tí trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, nhá. Lúc bị bán cho nhà nghị quế, phải chăng trong ngày đói thê thảm ấy, thì cuộc sống đêm trường nô lệ đã có biết bao nhiêu những đứa trẻ như thế đã phải sống cuộc đời ở nợ, bị coi thường, bị bóc lột sức lao động ngay từ khi còn rất bé, như là Dần, như là Tí. Xót xa hơn, khi qua hình ảnh đức hy sinh của Dần, thì cái đói đã được nhà văn Nam Cao khắc họa lên đến tận cùng của sự thê thảm. Một đứa trẻ phải đánh đổi cả tuổi thơ, cả những ngày tháng êm đềm trong sự bao bọc của cha mẹ, đúng nào? Vậy mà lại phải chống chọi với giông bão của cuộc đời, chỉ nhằm để đổi lại, đúng không? Để cho nhà đỡ đi một miệng ăn, nhá. Nếu bớt được một vài ngày lẻ gạo thì ít ra các em cũng được no hơn, đúng không nào? Đấy. Rồi gì các em? À, rồi có được đồng công, nhá. Đấy, được chưa nào? Có được đồng công thì cũng rất là hay. Bởi vì sao ạ? À, ít ra thì cũng có được cái áo, cái quần, nhá các bạn nhá. Ok chưa? Và từ đó thì chúng ta thấy được rằng đoạn văn này khắc họa nhân vật Dần cũng như thể hiện rất rõ nét phong cách sáng tác của nhà văn Nam Cao. Một nhà văn hiện thực nhá, phản ánh rất chân thật về cuộc sống của con người Việt Nam trước cách mạng tháng 8, đúng không? Cái chuyện mà các con vì cái đói mà phải cho đi ở đậu là chuyện có thật, đúng không? Đó, một nhà văn hiện thực với giọng văn tỉnh táo, đúng không? Có phần lạnh lùng nhưng lại quá nhiều những suy tư trăn trở trong trang văn của mình. Hiện thực cuộc sống đi vào trang viết của Nam Cao như một quy luật tất yếu. Nó trở nên ám ảnh, nó trở nên nhức nhối. Điều đó lý giải vì sao Nam Cao lại trở thành nhà văn tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán trước cách mạng tháng 8 và khẳng định được dấu ấn riêng của mình không thể phai mờ dù cho dòng chảy của thời gian có khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa. Đúng không? Đấy. Sau khi chúng ta đã phân tích xong điểm giống, điểm khác, chúng ta tìm một điểm giống khác, chúng ta phân tích về từng nhân vật, đúng không? Thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của một bài so sánh hai tác phẩm truyện.
đó là các em sẽ phải nhận xét và đánh giá, đúng không? Đấy, nhận xét đánh giá nhé. Chúng ta nhận thấy rất là rõ này, dù có những điểm tương đồng, đúng không ạ? Đấy, và khác biệt, đúng không? Dù là cách diễn đạt này hay là cách diễn đạt kia, thì nhà văn Nam Cao và nhà văn Thạch Lam vẫn xuất phát từ một điểm chung. Đó là gì các em? Đó là tinh thần nhân văn của một nhà văn yêu thương con người từ tận trong cốt tủy. Đó chính là những giá trị nhân văn tốt đẹp. Đó là sự xót xa cho tình cảnh cơ cực, nỗi vất vả của con người. Và hơn hết là sự ca ngợi về đẹp phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng ở những người con gái. Đúng không? Đảm đang, tháo vát, giàu đức, hy sinh. Được chưa nào? Vì gia đình nhá, trưởng thành từ rất sớm, biết lo toan mọi việc. Thông qua hình ảnh của Tâm, cô Hàng Xén và Dần trong một đám cưới nhá. Qua cả hai đoạn trích, qua cả hai tác phẩm truyện, được chưa nào? Thì ta thấy được tài năng của hai nhà văn thuộc hai xu hướng văn học dù khác nhau nhưng họ vẫn có những điểm chung. Đó là gì em? Đó là hướng ngòi bút của mình về cuộc đời con người. Vì vậy mà nói như nhà văn Nguyễn Minh Châu, đúng không? Văn chương và cuộc đời là những vòng tròn đồng tâm. Điểm xuất phát của văn chương và đích đến của nó phải là cuộc đời con người. Hay nói như Maxim Gorky, văn học là nhân học, văn học từ muôn đời xưa cho tới mãi về sau vẫn viết về con người. Nha các bạn nhé. Đó, được chưa? Các bạn đã nhận thấy điều đó rất là rõ. Và đây cũng là một cái dạng đề kinh điển của chương trình ngữ văn lớp 12 chương trình mới. Có thể anh chị 2K6 không phải va chạm với những cái dạng đề này. Các em sẽ thấy là các em rất là may mắn. Nhưng với 2K7 thì đây là một dạng đề bắt buộc. Và có một điều rất mâu thuẫn như này này các bạn này. Khi thầy đọc cả ba bộ sách giáo khoa nhá, thầy sẽ chỉ các bạn xem nhá. Đây, nếu các em đọc sách giáo khoa kết nối, đây thầy đang có sách kết nối trên tay đây, sách kết nối nhá. Em thấy này, viết bài văn so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện đúng không? Ok nhá. Đấy. Rồi gì ạ? So sánh đánh giá hai bài thơ, các bạn thấy chưa? Đấy, đây là sách kết nối nhá. Nhưng trong sách chân trời này, các em nhìn này, đây thì có cái sách chân trời luôn này, đây sách chân trời đấy nhá. Trong sách chân trời này, đấy các bạn nhìn này, nó cũng bắt phải so sánh, đúng không? Ok. Đấy. Và thầy biết cái thói quen của các bạn nó vẫn đang cố hữu, đó là gì ạ? Thầy cô ở trường bắt học sách nào, cho học sách nào thì học sách đấy. Còn tuyệt nhiên không quan tâm đến những quyển sách còn lại, đúng không? Đấy. Nhưng đấy không phải là một cái suy nghĩ tối ưu đâu các bạn nhé. Đấy không phải là suy nghĩ tối ưu đâu nhá. Đây, thầy sẽ chỉ cho các bạn thấy nhá. Đây các bạn nhìn này. Đây, so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện hoặc hai tác phẩm ký hoặc hai tác phẩm kịch, các bạn thấy không ạ? Đó. Vì vậy theo thầy, các em cần phải nghiên cứu cả ba bộ sách. Đó, đó là cái chương trình mới loại như thế. Các em học tác phẩm nào không quan trọng. Kể cả thầy cô dạy 100 trong tác phẩm ngoài sách cũng được, không sao hết, đúng không? Đấy. Thầy cô sáng tạo thoải mái, thầy cô dạy tác phẩm ngoài sách càng tốt, đúng không? Đấy. Tác phẩm nào là không quan trọng bởi vì đằng nào nó cũng thi tác phẩm ngoài sách đúng không? Nhưng cái quan trọng là gì? Các em phải nắm được cách làm, phải nắm được kỹ năng. Tất nhiên những cái bài này này, thầy giảng ấy nó hơi khô khan một chút nhưng nó rất quan trọng với các bạn và các bạn phải chia sẻ video này về để có xem lại, đúng không? Bởi vì đây là dạng đề khó nhất của chương trình ngữ văn lớp 12. Đấy, so sánh hai tác phẩm truyện, thầy sẽ tiếp tục soạn so sánh hai tác phẩm kịch, tiếp tục soạn so sánh hai tác phẩm ký, đúng không? Và thầy muốn các bạn phải cày rất kỹ cái video này, nhớ các bạn nhé. Ok chưa? Rồi, các bạn lưu ý này này. Đối với các bạn học sinh 2K7 ở Hà Nội, đúng không? Nếu các em đến từ thành phố Hà Nội, các bạn nhé, nghĩa là ở gần thầy, đấy, thì thầy có lớp off cho các bạn học sinh 2K7 ở Hà Nội, đúng không? Địa chỉ là số 8 ngõ 17, Tạ Quang Biểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấy, nếu các bạn muốn học với thầy, học trực tiếp với thầy Nhật, đúng không? Đấy, thầy Nhật đứng lớp các bạn nhé. Ok. Đấy, thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật, đúng không? Ok. Các bạn có thể nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật để học off với thầy Nhật. Đấy, thầy Nhật có lớp off tại Hà Nội nhá. Số 8 ngõ 17, Tạ Quang Biểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, được chưa? Ok. Còn nếu các bạn học sinh 2K7 trên toàn quốc, nghĩa là ở phương xa, thì thầy cũng có lớp online cho các bạn học sinh 2K7 trên toàn quốc nhá. Ok. Lộ trình của thầy là Live CTG. Đấy, 3 khóa trong 1, đúng không? Gồm có chuyên đề, luyện đề và tổng ôn, đúng không? Lịch học là tối thứ hai và tối thứ năm lúc 9:30 của thầy dạy các bạn nhé. Ok. Live C thì sẽ học những gì ạ? Thứ nhất là thầy có sẵn cho các bạn gần 50 video bài giảng chương trình mới rồi. Đó, tất cả các sách, cả ba bộ sách luôn. Thứ hai là thầy đã chuẩn bị xong, viết xong cho các bạn 6 cuốn sách để tặng cho các bạn học sinh theo học thầy. Đúng không ạ? Ok. Chuyên đề là học gì ạ? Học đọc hiểu, học nghị luận xã hội, học lý luận văn học, học đặc trưng thể loại, học so sánh hai tác phẩm. Đúng không nào? Đấy. Toàn bộ lý thuyết sẽ có ở Live C, thầy sẽ giảng Live C, nó là lý thuyết các bạn nhé. Đó, sau đó chúng ta học hòm hòm lý thuyết rồi thì chúng ta bắt đầu luyện đề, đúng không? Luyện đề nhá, luyện đề và chấm chữa một một. Tất cả những anh chị trợ giảng đều là những thủ khoa, đúng không nào? Đấy, được chưa nào? Đều là những thủ khoa, đều là những học sinh được 9,75 điểm văn, chấm bài cho các em, được chưa? Ok nhá, các bạn sẽ được luyện đề, đúng không, để nâng cao trình của mình
và khắc phục những cái lỗi sai trong quá trình mình viết văn, luyện đề và chấm chữa một một. Và cuối cùng là gần đến lúc thi thì các em sẽ được tổng ôn, rà soát lại toàn bộ kiến thức nha các bạn nhé, lớp 12. Đó, đấy là lộ trình của thầy. Lai C, lai T và lai G, đúng không? Đấy, một tuần học 2 buổi các bạn nhé. Và đến cuối năm thì thầy sẽ tăng buổi lên cho các bạn. Ok chưa? Thoải mái chưa? Các bạn nhớ này nhá. Nào, về khóa học này, về sách được tặng nha. Các bạn sẽ được tặng 6 cuốn. Cuốn nhất là cuốn sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy thì trong cuốn sách này này, 100% in màu, thầy vẽ, đúng không? Ok. Và vẽ theo đặc trưng thể loại. Đó, để chúng ta học văn và chúng ta thấy nó không khô khan. Đây là cuốn đầu tiên, sơ đồ tư duy nhá. Cuốn thứ hai là cuốn bộ công cụ công phá tất cả các đặc trưng thể loại của lớp 12. Ví dụ thơ là gì? Chuyện là gì? Tiểu thuyết là gì? Kịch là gì? Ký là gì? Phân tích một bài chuyện như nào? Phân tích một bài thơ như nào? Văn bản nghị luận là gì? Văn bản thông tin là gì? Đúng không? Đây là công thức môn văn, lần đầu tiên môn văn có công thức các bạn nhá. Đây là cuốn thứ hai. Cuốn thứ ba các bạn được tặng đó là cuốn lý luận văn học. Cuốn lý luận văn học này sẽ có kiến thức lý luận văn học này và sẽ có cách đưa lý luận văn học vào bài để cho bài viết của mình trở nên hay hơn. Ok. Và có khoảng 1.000 nhận định văn học ở cuối sách nha các bạn nhé. Ok. Cuốn tiếp theo các bạn được tặng đó là cuốn 50 đề phát triển từ đề thi minh họa theo chương trình mới, đúng không ạ? Môn văn đó các bạn nhìn nhé, các cái đề của thầy ấy, chúng ta sẽ cùng nhau làm, cùng nhau chấm, cùng nhau chữa. Đấy, có thể là 442, có thể là 424, và tác phẩm là tác phẩm ngoài sách nhá. 100% các bạn nhìn này, tác phẩm là tác phẩm ngoài sách nhá. Đó, các bạn thấy tác phẩm ngoài sách chưa? Ok chưa? Và em sẽ thấy này, có cả gì đấy ạ? Đáp án theo đúng ba rem của bộ nhá. Đấy, được chưa? Đấy, đáp án theo ba rem của bộ. Đây là 50 đề thi minh họa chương trình mới của lớp 12. Đó là cuốn thứ tư các bạn được tặng. Cuốn thứ năm các bạn được tặng là 300 bài văn nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội bây giờ có thể tăng lên 4 điểm và bây giờ nghị luận xã hội trở nên rất quan trọng, đúng không? Đây là cuốn thứ năm. Và cuốn cuối cùng các em được tặng đó là 150 đề đọc hiểu cái đó chi tiết. Đó, có kiến thức đọc hiểu này. Đó, và có gì đấy, có đề để làm để nâng cao trình độ của mình lên, đúng không? Để mình đương đầu với bất cứ một cái đề đọc hiểu nào mình đều làm được hết các bạn nhé. Thì đấy là 6 cuốn sách mà thầy đã viết xong. Và trong tương lai thì các bạn sẽ được còn được tặng thêm 2 cuốn sách nữa, đúng không? Thầy đang viết dở. Đó là cuốn chuyên đề so sánh, chuyên đề viết. Đấy. Và một cuốn thứ hai là phân tích tất cả các tác phẩm ngữ văn lớp 12, cả 3 sách. Ok chưa? Đó. 6 cuốn sách này sẽ được tặng và gửi tận nhà cho các bạn nhé. Ok. Đấy, học phí của lớp online thì đang được ưu đãi từ 4.000k và duy nhất chỉ trong ngày hôm nay thì sẽ được giảm chỉ còn 1.590k, học từ bây giờ cho đến lúc các em đi thi đại học. Đúng không? Học từ bây giờ đến lúc các em đi thi đại học nhé. Đến lúc các em đi thi 2025. Được chưa? Ok. Các bạn đăng ký học với thầy thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage, đúng không? Lớp văn thầy Nhật nhá. Thầy Nhật sẵn sàng được đồng hành cùng với các em, đúng không? Các bạn đăng ký học với thầy, các bạn có thể liên hệ với lớp văn thầy Nhật các bạn nhé. Ok chưa? Ok. Đấy. Thế thì về thành tích của khóa học sinh trước của thầy ấy thì thầy có thể nói với các bạn rất là rõ ràng luôn, đúng không? Đó là nếu như khóa 2K4 thầy đã có 333 anh chị được trên 9 điểm cộng môn văn thi đại học này. 2K5 này thầy có 500 điểm 9 cộng môn văn thi đại học này. Đúng không? À đúng. 2K5 đúng không? Và khóa gần đây nhất đó là khóa 2K6, đúng không ạ? Với 1.478 điểm 9 cộng môn văn thi đại học học sinh của thầy. Trong đó có một chị là thủ khoa toàn quốc khối C00. 9,75 văn, 10 sử 10 địa các bạn nhé. Đó. Thầy có thể cho các bạn đi tham khảo lớp online của thầy nhé. Để xem lớp online được bao nhiêu học sinh rồi nhé. Nào, đây, thầy cho các bạn xem lớp online của thầy này. Đây, lớp online của thầy hiện tại là 1.000 thành viên. Các bạn thấy không ạ? Đây lớp online của thầy nhé. Và trong lớp online của thầy các bạn nhìn này, cũng có tổ chức các cuộc thi này theo tháng này. Đấy. Rồi có bài giảng cho chương trình mới nhá các bạn nhá. Đấy, bài giảng cho chương trình mới này. Đó các bạn nhìn thấy không? Đấy. Chương trình mới nhá, thầy dạy cả 3 sách nhá, Việt Bắc này. Đấy. Rồi là hướng dẫn so sánh 2 bài thơ này. Đấy. Lá diêu bông chân trời sáng tạo này. Đó các bạn thấy không ạ? Đây. Đây, hình ảnh của thủ khoa toàn quốc đây. Phát vía cho tất cả các em nhá. Đấy, chị Thanh Ngân khóa 2K6 của thầy nhá. 975 văn, 10 sử 10 địa các bạn ạ. Ok, thủ khoa khối C toàn quốc này. Đấy, rồi là có gì đấy ạ? À, chuyện vận chức và sức nền tảng viên này. Đấy, phân tích 14 câu thơ mới của bài thơ Việt Bắc này. Đó. Rồi là Hoàng Hạc Lâu này. Đấy, sách cánh diều này. À, sách chân thời sáng tạo này. Việt Bắc sách cánh diều này. Đấy. Rồi là nhật ký Đặng Thùy Trâm này. Đấy, sách cánh diều này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Có, thầy đã có sẵn nhá. Các bạn nhá, các bạn ý này. Thầy đã có sẵn đó là gì đây? Đó là 50 video bài giảng chương trình mới. Khi đối thủ các em còn đang mải đi du lịch, đi nghỉ mát, đúng không? Thì chúng ta đã học xong chương trình lớp 12 rồi. Và khi bắt đầu các bạn bắt đầu vào ôn lớp 12 thì chúng ta đã bắt đầu đến giai đoạn luyện đề rồi các bạn nhé. Đấy. Cho nên là nếu các bạn học văn ấy còn cảm thấy chưa tự tin thì các bạn có thể về đội của thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng là đồng hành của các em. Và duy nhất trong ngày hôm nay thì học phí được ưu đãi giảm giá chỉ còn lại là 1.590k thôi. Các bạn có thể nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật để đăng ký học. Thầy Nhật sẵn sàng đồng hành cùng với các bạn học sinh 2K7 nhé. Và hy vọng là học sinh 2K7 sẽ phá được kỷ lục của anh chị khóa trên. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau. Bye bye.